Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Point Smart World. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Mongeek, một trong những thương hiệu con đến từ thương hiệu gaming gear đình đám ACO. Được định hướng thương hiệu là hướng đến các dòng bàn phím cơ giá rẻ, dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng. Thì trên màn mình đây, đó chính là bộ bàn phím cơ mới nhất đến từ thương hiệu này. Đó chính là chiếc bàn phím Mongeek MG75 và MG108. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem dòng bàn phím cơ này có gì đặc biệt nha. Bắt đầu nào. Thiết kế thì cơ bản màu sắc mang đậm chất của ACO. Ở đây thì mình sẽ có hai phiên bản là Black Siren với tông màu đen xanh và Blue Planet Sienna với khoản màu trắng hồng. Những màu sắc này thì trước đây đã từng xuất hiện trên các dòng bàn phím của ACO. Thiết kế cơ bản mang đậm màu sắc của ACO. Ở đây thì mình có hai phiên bản là Black Siren tông màu đen xanh và Blue Planet Sienna tông màu hồng trắng. Thì đây cũng là hai phiên bản màu trước đây đã từng xuất hiện trên các dòng bàn phím của ACO. Sơ qua về thiết kế thì thiết kế này lại có phần form khá là giống với FL Esports với phần thiết kế dạng cây hình chữ L ở phần mặt nghiêng. Thiết kế này giúp cho bàn phím có độ nghiêng cơ bản từ 3 đến 5 độ, form khá là cơ bản, giúp cho việc thuận tiện cho việc thao tác. Ngoài ra thì bàn phím có khả năng nâng hạ nhờ chân đế kickstand 2 nấc ở phần dưới đáy bàn phím. Trọng lượng của hai chiếc bàn phím lần lượt là 900g với MG75 và 1,1 cân với MG108. Ở đây thì MG108 sẽ có layout full size đầy đủ 108 phím. Layout này tương đối là quen thuộc, ngay cả trên các dòng bàn phím cơ bản cũng đã có rồi. Còn với MG75 là layout 75%, 82 phím. Một dạng layout mà gần đây được khá nhiều người dùng phím cơ ưa chuộng nhờ sự gọn gàng, thuận tiện, dễ dàng đem đi đem lại, dễ dàng bày trí trên các bàn làm việc để tiết kiệm không gian. Chất liệu của hai phiên bản này thì đều là vỏ nhựa thôi. Tuy nhiên thì đây đều là những chất liệu vỏ nhựa rất là cứng cáp và chắc chắn. Mình có cầm nắm trên tay và không hề có cảm giác bị ọp ẹp anh em ạ. Đây, em thấy rất là cứng cáp. Ok luôn bạn ơi. Phần đáy của bàn phím được bố trí các phần chân đế cao su ở đây khá là dày dặn và có các chân đế kickstand 2 nấc và các rãnh đi dây được làm khá là đầy đủ, giúp cho việc bố trí trở nên dễ dàng, gọn gàng hơn. Về khoảng kết nối thì chiếc bàn phím này sẽ kết nối thông qua dây cáp Type-C và sẽ không có chế độ kết nối không dây. Tương thích với cả Mac và Windows sẽ có nút điều chỉnh chế độ nằm ở phần dưới đáy bàn phím. Ngoài ra thì dòng bàn phím này cũng được trang bị thêm led trắng đơn sắc, hỗ trợ anh em làm việc trong môi trường thiếu sáng trở nên dễ dàng hơn. Và đây là dạng mạch ngược, led sẽ hướng lên trên nên anh em lưu ý khi mua keycap để tránh bị cấn nha. Phụ kiện đi kèm sẽ có bao gồm một cáp kết nối Type-C, một bộ keycap thay thế tương ứng và một keybuller. Keycap chất lượng đỉnh cao trong phân khúc. Ở cái phân khúc giá loanh quanh tầm khoảng 1 củ, mình đánh giá Mongeek MG75 và MG108 sử dụng những keycap có chất lượng tốt nhất. Cụ thể thì keycap của hai chiếc bàn phím là keycap BBT Double Shot, chất lượng được làm khá tốt, ổn định, sử dụng Cherry Profile quen thuộc, dễ dàng làm quen, dễ dàng sử dụng. Mongeek là thương hiệu con đến từ thương hiệu ACO nên nó sẽ thừa hưởng những cái sự tinh túy đến từ switch của ACO. Nói về switch thì hai phiên bản của MG75 và MG108 sẽ khác nhau đôi chút. Với MG75 sử dụng hai phiên bản switch là Cream Blue và Cream Yellow, trong đó Cream Yellow sẽ là dòng switch Linear, còn Cream Blue sẽ là dòng switch Tactile. Còn đến với MG108 sẽ sử dụng hai dòng switch là YY dạng Tactile và YRed dạng Linear. Tất cả các dòng switch này đều là những dòng switch mới nhất đến từ ACO và đã được cải tiến cũng như là tinh chỉnh đáng kể và được hãng trang bị ngay trên các dòng bàn phím mới nhất của mình. Hơi thêm một chút về khả năng hot swap sẽ không được hãng trang bị sẵn trên dòng bàn phím này, đó là một thiếu sót tương đối là lớn. Tuy nhiên về trải nghiệm âm thanh khi gõ vẫn khá là ổn. Bàn phím thì có vẻ chưa được lót sẵn phanh tiêu âm hoặc được lót rất là mỏng, bởi việc là mình gõ vào đây này sẽ có cảm giác là hơi bị rỗng. Nhưng bù lại thì switch và stab sẽ được hãng lúc sẵn và tinh chỉnh sẵn, vì thế mà chất lượng âm thanh gõ vẫn khá là ổn định. Chốt lại thì với mức giá loanh quanh tầm khoảng 1 củ, Mongeek MG75 và MG108 sẽ đem lại cho ta những gì nào? Đó chính là keycap ngon, switch ngon, chất lượng build khá là ổn. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một vài điểm trừ như là led đơn sắc sẽ hơi thiếu màu mè và sẽ không có hot swap. Tuy nhiên nếu mà bạn là một người tối ưu về hiệu năng, tối ưu về trải nghiệm gõ thì những chiếc bàn phím này là những sản phẩm khá là ok đấy. Trên đây là toàn bộ đánh giá của Point Smart World về dòng sản phẩm Mongeek MG75 và MG108. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip và nếu thấy video này hay, hữu ích đừng quên like, share và subscribe. Cảm ơn anh em. Bye bye.